Không vụ lợi cá nhân,
ông viết thơ bằng cái tâm cộng đồng, cái tâm tập thể, cái tâm vô ngã vị tha, nên thơ ông đi vào đạo rất dễ và vào đời cũng không khó. Đối tượng này có đủ duyên bắt gặp thơ ông đều cũng vừa chuẩn. Với bức hiệu như vậy, với đạo hiệu như vậy và với chú tâm như vậy, ông đã và đang đóng góp rất nhiều bài thơ hay cho nhân thế. Thơ của Mạc Giang mang nhiều chủ đề khác nhau, đa dạng và phong phú. Trong đó, đối với người viết bài này, chủ đề nổi bật là chủ đề chất hoa trong thơ của ông. Trong bài thơ Đóa Hoa Đạo Đức, ông có đề cập tới hoa. Ông viết thơ theo kiểu độc thoại, vừa viết vừa trả lời. Đóa hoa đạo đức là hoa gì? Tìm khắp trần gian chẳng thấy chi, tìm khắp chợ hoa đều chẳng có, chưa từng nghe nói đóa hoa chi. Đóa hoa đạo đức là hoa chi, ai biết làm ơn chỉ biết đi, ai cũng lắc đầu nghe lạ quá, xưa nay chẳng biết đó hoa gì. Đạo đức đơn hoa mới tuyệt tình, mọc từ sân hận mới mê si, ương phân phiền não tưới vô ý, mà kết thành hoa mới lạ hình. Ngày này lắng lặng lắng tai nghe, lục dục thất tình thoát biển mê, xe nở liều buồn sao kiếm được, là hoa đạo đức khó chi hình. Đó hoa đạo đức nở từ tâm, thánh thị nguồn năng kết nội hàm, bóng tối không còn lay khuất nữa, đêm trong bừng tỏa ánh trăng trần. Đó hoa đạo đức nở trong lòng, chốt khóa ngục tù đã mở thông, bốn biển không gian bờ bất đảo, thõng tay vào chợ bước thông dong. Đóa hoa đạo đức nở tâm hồn, từ độ độ tha nhân xã buôn, nhân ngã trống không lìa biệt thủy, hư vô đâu có trói càng khôn. Đạo đức do mình hãy tạo đi, tự ương tự bó, đừng lo ngại phun phân lấy nước thường xuyên vậy, thơm ngát hương lành chớ khó tin. Nếu mình không có chẳng ai cho, đừng sống hoa hề thịt chết tô, đừng bán bề ngoài mà vẽ phép, da sần mặt chuỗi chống tàn khôi. Đó hoa đạo đức ngát thanh lương, độc thọ khai hoa vạn thọ hương, như đó vô ước tuyệt diệt đó, một phương lan tục đến muôn phương. Đó hoa đạo đức thật không lường, như nước cam lồ rũ pháp vương, sắc sắc không không bừng bát nhã, đến nhà còn chậm hỏi chí điền. Đó hoa đạo đức ấy do anh, do chị, do em sống chí thành, không khổ không làm người khác khổ, như mây chẳng xóa giữa trời xanh.
đóa hoa đạo đức mỗi con người thân thiện hòa vang kết đẹp tươi. Tiến bước trên con đường tứ thánh, đóa hoa đạo đức mỉm môi cười. Đó là bài đóa hoa đạo đức. Thi sĩ Mặc Gia đã sáng tác vào tháng 10 năm 2008. Nhìn sự thật của sự vật bằng con mắt thần quán theo ý nghĩa tu tập, chúng ta biết rất rõ: trong rác có hoa, trong phiền não có bồ đề, trong khổ đau có hạnh phúc. Ngược lại, theo ý nghĩa không tu tập, trong hoa có rác, trong bồ đề có phiền não, trong hạnh phúc có khổ đau. Hoa và rác là nghĩa đen. Nghĩa bóng của rác là các phiền não, tham, sân, si, lạc, nghi, tác ý, khổ đau. Và nghĩa bóng của hoa là bồ đề, hạnh phúc, an lạc, tự tại, giải thoát. Trong hoa và trong rác đều có chất tàn phai, chất héo úa, chất vô thường, vô ngã. Tươi mát, vững chãi, thảnh thơi, an lạc, giải thoát. Quá trình tu tập là quá trình chuyển hóa tham sân si mạn nghi, và là quá trình gặt hái những hoa trái an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc đời này. Thật vậy, trong đời sống hàng ngày, chúng ta khéo biết tận dụng thời gian thích hợp để tu tập, để làm việc thiện, nói việc thiện và nghĩ việc thiện, để đem lại hoa trái lợi ích cho mình, lợi ích cho người và lợi ích cho tất cả, thì chúng ta có thể chuyển rác thành hoa, phiền não thành bồ đề và khổ đau thành hạnh phúc. Tu là để chúng ta thấy được hoa trong rác, bồ đề trong phiền não, hạnh phúc trong khổ đau. Từ đó chúng ta khơi dậy và đánh thức những hạt giống hoa, bồ đề và hạnh phúc trong thân tâm ta bằng cách thực tập, nuôi dưỡng và tưới tẩm những lời nói ái ngữ và dễ thương, những lời nói chánh niệm và tỉnh giác trong từng phút, từng giây đích thực của cuộc sống. Tu không phải là một sớm một chiều mới thành công được, mà cần phải trải qua thời gian năm tháng tu tập, rèn luyện, thử thách, tham nhẫn, chịu đựng và khắc phục mọi chứng duyên trong cuộc sống. Quá trình tu tập giỏi là quá trình ôm ấp, nhận diện và chuyển hóa tâm hành bất thiện thành tâm hành thiện. Trong suốt cả cuộc đời, nhiệm vụ cao thượng của chúng ta là tu tập giải thoát các ràng buộc, là nuôi dưỡng lòng từ bi đối với mọi loài và mọi người, và là chuyển hóa những bước đi, cử chỉ, lời nói, ý nghĩ và việc làm của chúng ta cho thuần thục, thuần tịnh và thuần lạc, để đem lại an lạc và hạnh phúc cho số đông.